right here. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just get here, I just wanna have a fight. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I'll just let you be in mine. Actually, relatively close there, as we're going to see Doc Dom finding this solo kill onto Oh! Bien canon, de toute façon, Brian. En vrai. Y'a pas conflit d'intérêt d'être dans un team Pixel en open tour contre Vitality. Oh non. Il se peut par contre que je run down quand je joue contre eux, ouais, c'est possible, c'est possible. Que malheureusement, il y ait un top diff. Et comment ça, Molfit? What? Did you see that creep look? Oh my god, I'm actually so bad. Okay, worked out though. Gonna happen again. Frère, je suis cringe. Mais quoi? Non, c'est trop. Mon level, c'est trop. Oh, oh frère, je suis nul. What the fuck? How does he get to do that? I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made by myself. Bye bye. Bye bye. I'm the please. Let's go, baby! You just... I'm not even ready to slow down. Just stop!
Oh wait! They said he was nerve. I don't know what's happening. I have no idea what's happening. We're talking about some here for some reason. I can probably kill him still. BAM! BOOM! Yeah! Dad is here! Oh my god! Did he just fail her dash? Quadra kill! Give me your fucking LP! Give me your hits, man! Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home. Yeah, I mean, it's who I am, what can I say? It's reality of who I am. Never measure the things I says or what? Like, isn't this a normal thing? It's the pop-off. Boom. Haircut buff. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về ba quân cờ tưởng chừng đã cũ nhưng lại có thể làm cầm meta ở cái mùa 6.5. Vị tướng đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là con dây. Có lẽ chúng ta đã không còn quá xa lạ về cái sức mạnh của con dây khi tướng này là một tướng quá toàn diện với khả năng tấn công lẫn phòng thủ, thậm chí đội hình nhà phát minh trở nên mạnh hơn nhờ việc Oiko chuyển sang tập hệ này, cũng khiến cho con dây có giá trị cao hơn ở cuối trận. Trong cái trường hợp đối thủ không có quá nhiều khả năng tiếp cận tuyến sau một cách nhanh chóng thì anh em có thể chơi con dây như một sát thương chủ lực vật lý ở tuyến sau. Ngoài các đội hình nhà phát minh thì quân dây cũng trở nên mạnh hơn khá nhiều khi Griot tăng sức mạnh gián tiếp vô cùng mạnh cho tộc cảnh binh. Chúng ta cũng biết rằng ở cái mùa 6.5 thì Griot đã thêm một cái lõi với cái hiệu ứng gia tăng sát thương kết liễu cho cảnh binh. Vì vậy mà cái phương án sử dụng con dây như một chủ lực tiến sau với tốc độ đánh sẽ trở nên khả thi hơn rất là nhiều, thay vì đưa con dây lên tuyến trước như ở thời điểm hiện tại. Vị tướng thứ hai của ngày hôm nay đó chính là Barum. Chống chịu cực kỳ khỏe và khống chế mạnh vẫn là những điểm mạnh tuyệt vời của Barum khi bước sang mùa 6.5. Sẽ không quá bất ngờ khi Barum vẫn tiếp tục là tướng vệ sĩ thuộc dạng mạnh nhất và được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các đội hình khác nhau. Một cái điểm nữa khiến giá trị của Barum trở nên lớn hơn đó chính là cái việc Sako và Akali bị xóa khỏi ở cái mùa 6.5. Điều này khiến cho tính chất của đội hình băng đảng sẽ trở nên khác hẳn và nó sẽ phụ thuộc vào những chủ lực tiến sau như Arias hay đôi khi là Riza. Vì vậy mà cái tầm quan trọng của những tướng hàng trước như Barum càng trở nên lớn hơn khi chúng sẽ bảo vệ cho những quân cờ giàu sát thương nhưng chống chịu kém. Vị tướng thứ ba của ngày hôm nay đó chính là con Jin. Từ một thời thống kỵ meta nhưng trong khoảng 2-3 phiên bản gần đây thì con Jin không còn xuất hiện thường xuyên ở vị trí top chủ lực nữa. Lý do là bởi sự hoành hành của những đội hình Ron. Tuy nhiên cái điều này đã không còn nữa khi bước sang cái mùa 6.5 sắp tới. Hàng loạt đội hình Ron sẽ bị xóa bỏ như là hậu vệ xạ thủ hoặc giảm sức mạnh vì mất đi chủ lực. Hơn nữa sự ổn định của đội hình Jin vệ sĩ cũng khiến cho team này dễ dàng làm chủ meta ở cái mùa 6.5 khi gặp bến. Vẫn là cái lối chơi cơ bản với vệ sĩ chống chịu ở tuyến đầu và xạ thủ sẽ gây sát thương ở hàng sau. Với cái lối chơi tưởng chừng đơn giản và cũ kỹ này lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Có thể nói Jin vệ sĩ chính là đội hình Leyland tốt nhất ở cái mùa 6.5 sắp tới.